có thể được xem như là một trong những thành công tiêu biểu của ngành công nghệ thẩm mỹ hiện nay. Phương pháp này không những giúp chúng ta có vòng mụn to nhỏ theo ý thích mà còn giúp chúng ta có một vẻ ngoài đầy đặn và tự tin hơn rất nhiều trong các mối quan hệ hàng ngày. Và để đạt được một kết quả tốt nhất thì chúng ta cần tìm hiểu đến các bệnh viện thẩm mỹ có uy tín. Ngoài ra thì còn cần phải tìm hiểu về các cách chăm sóc ngực sau khi phẫu thuật. Và bên cạnh đấy, việc tìm hiểu áo định hình ngực cũng là một vấn đề mà các bệnh nhân và bác sĩ đều quan tâm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cách mặc áo định hình ngực như thế nào và tác dụng của áo định hình ra sao nhé. Về tác dụng của áo định hình, đầu tiên đấy là kiểm soát độ sưng tấy của ngực sau khi phẫu thuật. Thứ hai, đấy là giữ vị trí túi ngực ở vị trí mình mong muốn, không bị xê dịch. Thứ ba, đấy là ôm sát cơ thể, giúp giữ túi ngực ở vị trí nhất định và tạo ra khe quyến rũ. Và thứ tư, đấy là nếu mặc áo định hình thì sẽ giúp những vết thương ở bên trong nó nhanh lành hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi các bước mặc áo định hình sau phẫu thuật nâng ngực sao cho đúng cách nhé. Khuôn ngực đầy đặn với dáng ngực đẹp, quyến rũ và thu hút ánh nhìn luôn là mong ước của hàng trăm chị em phụ nữ chúng ta. Và việc quyết định ngày hôm nay chính là cuộc sống ngày mai, cũng giống như việc chúng ta lựa chọn áo định hình là cơ sở để có một vòng mụn quyến rũ và sexy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu như mà các bạn quan tâm đến vấn đề áo định hình hoặc là các vấn đề khác thì có thể inbox vào fanpage. Và bây giờ thì xin chào.